Thưa quý vị, những ngày vừa qua, thông tin về các kỳ thi IELTS tại Việt Nam tạm dừng, khiến các thí sinh lo lắng về việc có ảnh hưởng đến việc xét tuyển có dùng chứng chỉ này tại nhiều trường đại học ở Việt Nam năm 2023. Và theo đại diện một số trường đại học thì việc tạm dừng thi chứng chỉ IELTS và chứng chỉ quốc tế khác trước mắt sẽ chưa ảnh hưởng nhiều đến tiến độ đào tạo tuyển sinh của các trường. Tuy nhiên, đối với những thí sinh có dự định đi du học hoặc xuất khẩu lao động có thể sẽ bị ảnh hưởng và cần có tính toán phù hợp trong thời gian tới. Kỳ thi tuyển sinh đại học 2022, hàng loạt các trường đại học top đầu cũng như top giữa sử dụng các chứng chỉ quốc tế để xét tuyển khá nhiều. Thậm chí, dưới nhiều ngành học đây là điều kiện tiên quyết để xét năng lực của thí sinh. Theo một số trường như Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại thương thì các trường đại học vẫn còn khá nhiều thời gian để lên phương án tuyển sinh và dự kiến các phương án trong trường hợp hai hội đồng Anh và IDB chưa thể tổ chức thi IELTS trở lại cho thí sinh.